Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Ốc Bươu Đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn bà con về cách mà để xả một cái đáy của một cái bể nước bạc. Thì đây là ốc trong cái bể mà bên em đã nuôi được trên một tháng. Thì khi mà bà con nuôi ốc á, trên một tháng thì cái đáy bể nó sẽ đóng một cái lớp phân rất là nhiều. Bà con thấy không? Nó dày cỡ mấy dứa. Thì khi mà cái phân này là nếu mà chúng ta không có xử lý kịp á, thì nó sẽ chứa rất nhiều cái độc tố. Ốc này nuôi được một tháng nha bà con, nó tầm đầu đủ ốc hết đấy. Trong cái quá trình một tháng chúng ta nuôi ấy, thì con ốc nó ăn nó nghỉ phân xuống, bà con thấy không, phân rất là nhiều. Cái phân này thì chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta xử lý nó. Cái cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ xả bỏ. Mà xả bỏ thì chúng ta sẽ xả bỏ bằng cách nào? Thì cách này là cách gọi là cách thủ công thôi. Chúng ta có cách là xả bỏ và cách là sử dụng men vi sinh. Cái men vi sinh thì mục đích nó để nó phân hủy cái độc tố, nó sẽ không làm cho cái độc tố từ cái phân nó tiết ra. Nhưng mà đó là đối với những bà con nào mà không có thời gian thôi. Còn nếu mà có thời gian thì tốt nhất chúng ta nên một tháng chúng ta nên xả cái đáy nó một lần. Thì khi mà con ốc nó còn nhỏ như thế này nè, chúng ta có thể để luôn xả, nhưng mà em khuyên thì chúng ta nên vớt lên. Chúng ta vớt lên, em sẽ tiến hành là vớt lên thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái gỗ, cái gỗ em mà coi, cái gỗ và một cái thùng xốp nha. Cái thùng này dạng thùng lớn, thùng này tầm khoảng cây nước đá đó. Thùng lớn để chúng ta chứa nó rộng thôi. Đây, thùng nhỏ thì nó sẽ làm cho cái diện tích nó chặt quá. Đầu tiên thì chúng ta chỉ cần vớt ra thôi, chúng ta vớt một cách bình thường. Chúng ta sẽ vớt lục bình ra trước. Đây, vớt bằng thủy sinh trước. Sau đó thì ở đây chúng ta vớt là chúng ta sẽ vớt tầm khoảng chừng 3 quận gì đó. Khi mà chúng ta vớt qua một quận, tất cả các ốc với thủy sinh trong bể thì chúng ta sẽ để tầm khoảng từ 10 phút. 10 phút thì con ốc nó sẽ bắt đầu nó nổi lên và nó tản, nó dạt vô bờ. Chúng ta sẽ tiến hành vớt tiếp. Thì nhiều bà con là em hướng dẫn là vớt, nhưng mà bà con nó làm sao mà vớt hết được thì nó đơn giản lắm. Chúng ta chỉ cần vớt từ từ thôi. Thì tại vì con ốc cái đặc tính nó khi mà nó dọn sạch hết bởi cái thủy sinh á, thì nó sẽ bắt đầu nó nổi lên, nó dạt vô cái bành thành bờ hết. Thì cái cách này là chúng ta làm thủ công và chỉ một tháng chúng ta mới làm một lần. Đấy, khi mà nó còn nhỏ thôi, thì nuôi tầm khoảng một tháng đầu là cái bể nó nhiều lắm, bể nó đóng phân. Chúng ta chỉ cần vớt và xử lý, chúng ta xử lý tốt cái đáy bể này thì chúng ta sẽ tránh được các cái loại bệnh, nhất là cái bệnh mà nó bị sưng cái giòi đấy, thì nó bị nhiễm khuẩn độc tố nó sưng thôi. Thì đây là cái cách mà để chúng ta thủ công ta làm. Còn ở phần sau thì em sẽ hướng dẫn thêm một cách nữa, đó là chúng ta sẽ sử dụng vi sinh thôi. Chúng ta sử dụng vi sinh để chúng ta xử lý, nhưng mà nó vẫn còn động. Tốt nhất thì chúng ta phải xả thôi, một tháng thì chúng ta phải xả ăn lặng, như vậy thì nó sẽ an toàn hơn. Rồi, em sẽ tiến hành vớt cho mà coi. Vớt tất cả những gì mà có trong bể, vớt sạch hết luôn. Thì một tháng chúng ta làm một lần thì cũng không có vấn đề gì. Chúng ta cứ lựa vào ngày nghỉ cuối tuần, chủ nhật thì chúng ta xử lý thôi. Xử lý cho nó sạch cái bể, hết phân. Cái cách này là gọi là thủ công và đơn giản nhất để chúng ta xử lý một cái đáy bể. Rồi nha bà coi, thì ở đây là em đã vớt xong sạch sẽ tất cả các cái thủy sinh rồi, và cũng để nó tầm khoảng 10 phút rồi. Nó sẽ, ốc thì còn lại nó sẽ bắt đầu nổi lên và dạt vô thành bể hết. Đặc tính nó là dạt vô thành bể hết nha bà coi. Thì ở đây em dùng cái vợt để vớt cho nó dễ thôi. Thì bà con không có vợt này thì lấy gỗ cũng được, không có vấn đề gì, tại vì nó dính vô thành bể hết à. Nó sẽ dạt vô cái thành bể và nó đeo qua bể á. Chúng ta vớt rất là tiện. Đây thì làm quận này xong rồi em sẽ để thêm tầm khoảng 10 phút nữa là vớt cái nọc là hết luôn, không còn gì mà sót cả. Thì đây là cách xử lý trong một tháng đầu thôi. Một tháng sau khi nuôi, sau khi thả giống á.
nó còn nhỏ quá thì chúng ta xả đáy mà để cho xả đáy mà để xịt thì nó sợ nó lọt ra ngoài, chúng ta nên vớt đi, vớt thì xịt cho thoải mái chứ không gì hết. Đấy, các bạn thấy không, con thấy là nó đu vô thành hết, tất cả đều đu vô thành hết, tại vì mình động nó là nó sẽ đu vô thành, à đu vô thành bể hết à. Vớt cũng đơn giản chứ không có gì khó cả, chúng ta phải vớt ít nhất là khoảng 3 quận như vậy, cứ vớt một quận đầu chúng ta để tầm khoảng 10 phút sau là nó sẽ đu vô thành và vớt đấy. Rồi thì em cũng vớt xong quận thứ hai đó, thì cũng sẽ bắt đầu em xả nước luôn, xả nước em sẽ rút cái ống xả tràn ở cho em xả luôn đấy. Rồi thấy nước không, đang khui luôn á, con này phân ăn nó kinh lắm. Nếu mà cái phần xả đáy này chúng ta xử lý không tốt á và độc tố nó lên khi dính mưa, là mưa khi mà mưa xuống thì độc nó lên là nó ảnh hưởng tới sức khỏe, làm cho con ốc nó bị ăn không tiêu và sưng cái dòi. Khi mà chúng ta xử lý đốt tốt cái phần đáy này là nuôi nó sẽ không ảnh hưởng gì đâu, cũng ít sử dụng thuốc men gì hết. Chúng em nuôi thì rất là hạn chế sử dụng thuốc. Rồi đây là em xả cũng được tầm khoảng 10 phút rồi, nó cũng xuống khoảng phần nửa của cái bể rồi nha. Cái bể của em thì nó cao nửa mét, thì nước nó tầm khoảng 3 tấc à. Rồi bây giờ em sẽ vớt thêm, vớt cái hụi này là hụi cuối, nhưng mà là vớt lần 3 đó, là vớt hụi chót. Nó cũng hết rồi, nó không còn bao nhiêu cả, chúng ta sẽ vớt những gì còn lại thôi. Vớt đợt này xong là sẽ xả luôn nha bà con ơi, xả hết luôn. Thì cứ 3 quận thôi, cứ một quận đầu vớt xong rồi chúng ta sẽ để tầm khoảng 10 phút cho nó hết đi những cái cho nó những cái con mà nó chìm dưới cái đáy bể, nó sẽ bu vô, bắt đầu nó sẽ bu vô thành và nó leo lên tầm khoảng ngang ngang mặt nước ấy. Đấy, vớt rất là dễ, thưa hơn rồi. Ở nhiều bà con em hướng dẫn là phải xả đáy, còn nếu mà nhỏ quá cái đáy tốt quá thì chúng ta sẽ ngăn lại, còn nếu mà có công thì chúng ta sẽ tỉ mỉ hơn thì chúng ta sẽ vớt ra luôn. Đấy, vớt ra thì bà con nói vớt không được, nó đơn giản thôi mà, tại vì không phải chúng ta xử lý thường xuyên mà một tháng chúng ta mới làm lần. Thì trong quá trình nuôi thì nếu mà làm thì chúng ta xử lý tầm khoảng 4-5 lần là xong, là xong quá trình mà để sức đoán thôi. Rồi em cũng vớt cái này là hụi cuối luôn, nó gần hết luôn rồi đó, đâu có còn gì nữa đâu, thưa luôn à. Rồi còn thấy cái đáy hàng bây giờ hết luôn rồi, bây giờ em đã vớt xong cái phần ốc đã có trong cái bể, em sẽ quậy cái đáy lên. Đấy, quậy cho cái đáy phân nó nổi lên, nó động lên để nó theo cái nước nó ra luôn. Một lát chúng ta xịt những cái gì mà phần cái nó còn lại chúng ta xịt thôi. Cái phân nó ăn mà nó đóng nó đen thui luôn á, nó nhuyễn ăn nhuyễn nhừ. Nếu mà bà con để ý mà tối nào ăn á thì nó ăn ở trên là nó sẽ ị xuống dưới, ăn ở trên ị dưới là nó liên tục đó. Cái phân này chúng ta xử lý không tốt thì độc tố dữ lắm, khi mà nắng lên nó đưa chất độc lên, nó làm cho thiếu không khí nữa, hôi nước, và có nhiều bể thì chúng ta xử lý không kịp á là con ốc nó sẽ bắt đầu nó bò lên, hoặc dính một vài đám mưa là nó bò lên, nó bò lên khỏi cái mặt thủy sinh luôn, đeo lên máy lục bình á hoặc đeo lên thành bể, và xử lý không kịp là 1-2 ngày là nó bị sưng dồi. Và khi nó bị sưng cái dồi thì nó sẽ hao trong một tuần lễ là hao sạch luôn. Rồi ở đây thì nó còn một vài con lẻ tẻ ở trong bể thì mình sẽ hốt lại một phát nữa, nó hốt vài con à, nói chung không còn nữa, con hay con gì đó thì hốt phụ chót là cái nữa. Rồi các bạn thấy không, phân bây giờ nó đang theo cái đường nước nó ra đó, nó đặt quẹo à, nhìn cũng ghê lắm, phải giỡn đâu. Rồi cạn luôn rồi nha bà con ơi, giờ còn phân thôi, chúng ta sẽ tới cái giai đoạn đó là rất là tuyệt vời, đó là xịt. Chúng ta sẽ xịt đấy, còn thấy không, ghê không, đen thui luôn, thấy không,
ăn nó động rồi đó. Nó động kinh lắm. Cái này mà xử lý không kịp là coi như tôi luôn đó. Nên tốt nhất là chúng ta nuôi thì một tháng chúng ta nên xử lý một lần. Xịt thôi. Xịt thấy đã không? Con thấy nói chung là nhìn xịt là thấy là đã con mắt luôn đó. Cái phân này tốt lắm, cây tốt tại vì nó nhuyễn nhự mà nó đen thui. Nhưng phân này thì độc tố cao lắm. Bọn này ăn liên tục mà, ỉ ăn. Thì chúng ta làm như thế này thì xịt nói chung là cực kỳ thoải mái, không cần phải nhẹ nhàng sợ nó bẻ vỏ con ốc. Tại vì ốc nó còn nhỏ thì nếu mà để trong đây xịt luôn cũng được. Thì tầm khoảng một tháng sau em sẽ tiếp tục xả thêm một lần nữa. Chung là lần đó tới đó thì ốc nó cũng bự rồi. Em sẽ để ốc lại và xịt luôn cho bà con xem. Làm như thế thì nó nói chung nó cũng không có mạnh dạn cho mấy. Còn xịt như thế này thì vô tư, xịt thoải mái. Rồi sau khi xịt xong thì em để đưa nước vô nha bà con ơi. Em đưa nước vô đây. Nước vô cũng tầm 3 tắc rồi. Thì chúng ta sẽ tiến hành thả lại. Thì nãy giờ em làm cũng tầm khoảng 2 tiếng rồi. Thì trước khi thả là chúng ta sẽ cho nó quen nước nha mọi người. Đây cái thùng này thì đơn giản thôi, xịt nước mình đang bơm vô đó cứ xịt lên nó có thoải mái thôi chứ không gì. Thì ốc nó cũng quen rồi, một tháng rồi nên cũng không cần phải nhẹ nhàng như cái lúc mà chúng ta mới thả đâu. Rồi để em sẽ tắt nước và thả lại thôi. Thì chúng ta sẽ tiến hành thả lại nha bà con ơi. Để khi thả là ở đây chúng ta cứ thả vô thôi, cứ cầm chúng ta cứ để thủy sinh vô rồi để ốc vô, nó cũng không cần phải thả lên cái lá chuối hay cái lá gì. Cái thả con giống á là chúng ta phải đem đổ xuống một lần một, mà chúng ta phải thả từ từ, thả từ từ thôi, không nhất thiết là chúng ta phải lót lên cái lá. Như hiện tại thì con giống này nó đã lớn rồi nên nó có thể bò lên được. Còn khi mà chúng ta thả con giống mới về á, chúng ta mục đích em hướng dẫn bà con là chúng ta bà con nên thả từ từ thôi, cũng không cần nhất thiết phải lấy cái lá chuối lót cũng được nữa. Chúng ta cứ cầm thủy sinh chúng ta để lên trước, xong rồi chúng ta còn ốc chúng ta để lên, nó sẽ tự tản qua là nổi lên thôi, nếu chìm nó nổi lên. Tại vì cái bể thì chúng ta cũng có nửa mét nè, nước nó cũng không sâu, chứ không nhất thiết là phải có cái lá chuối rồi nè. Thì nhiều người gọi là lá chuối thần thánh đó, là thả giống là phải có nó mới được. Đấy, chúng ta sẽ thả một cách từ từ và nhẹ nhàng, cứ để lục bình lên trước, xong rồi ốc nó còn ở trong thùng nó sẽ để lên. Chứ không được chúng ta cầm nguyên cái thùng này mà chúng ta chắc xuống một cái á, thì con ốc nó tản ra không kịp, và những con tản ra không kịp thì nó sẽ chồng lên nhau, và tản không kịp là nó sẽ hao thôi. Còn cái này thì chúng ta cứ thả bình thường, trong ốc cũng lớn rồi, cũng không sợ nữa. Và cái điều quan trọng nhất mà chúng ta sau khi thả là nước, đây là nước mới nè, nước mới hoàn toàn luôn. Là bà con sau khi thả xong thì con ốc chắc chắn nó sẽ bắt đầu nhả nhớt. Thì nó nhả nhớt đó là một cái điều rất là tự nhiên. Thì một lát nữa em sẽ quay cho bà con xem. Và điều quan trọng nhất là sau khi thả xong là bà con không có xử lý bất kỳ các loại thuốc nào, như là dôi hay là vi sinh hay là thuốc gì không được xử lý. Tại vì đây là nước mới, nó đã bị sốc nước rồi mà chúng ta lại xử lý các cái loại thuốc khác nữa nó lại bị sốc thêm nữa, nên không được. Còn nên nhớ là chúng ta cứ cho nước mới xong chúng ta thả lại, cứ để đó. Và tầm khoảng phải 5-6 tiếng sau chúng ta mới bắt đầu cho ăn. Ở đây thì em thả xong rồi tầm khoảng tối, khoảng 10 giờ đêm sau thì em mới bắt đầu cho ăn. Em ơi, đây chiều giờ này thì cũng tầm khoảng 4-5 giờ chiều rồi. Em làm lúc tầm khoảng 2 giờ đó. Thì xong cái bể này cũng phải, nói chung vừa làm vừa quay thì nó mất thời gian thôi. Chứ còn mà làm không thì không có gì. Đây bây giờ còn lại những con ốc mà nó còn lại trong thùng này. Thấy không? Thì chúng ta cứ hớt để lên thôi. Nó không chìm đâu nha bà con. Nó chìm thì cũng nổi lên rồi, tại vì con này cũng lớn rồi, cũng không sợ nữa. Cứ cho vô thôi. Chứ đừng trả, chúng ta thả từ từ và nhẹ nhàng thôi. Đây em lấy cái vợt, em cái gỗ vớt cho nhanh. Này được tháng nha bà con ơi, tháng sau khi xả giống thì nó lên tầm khoảng đầu đũa ngón út hết trơn rồi đấy. Cái bể là một tháng là chúng ta phải xả đá một lần.
Nếu không xả đáy thì chúng ta sẽ sử dụng vi sinh để xử lý. Thường em xả đáy nhiều hơn, tại vì mình đánh vi sinh thì nó cũng vẫn còn cái phân trong đó. Mà mình phải đánh thường xuyên, vi sinh thì chắc phải một tuần phải đánh lần. Chứ nó còn cái phân đó là độc, như độc tố nó cao lắm. Nó cái phân thì nó ra cái chất độc ammonia. Rồi. Ở đây cái bể này em nuôi tới nhiều, tại vì nuôi mật độ dày thì tới gần 10.000 con. Nhiều lắm. Thì tầm khoảng chắc tháng 2 tháng này em sẽ tách nó làm đôi. Thì một cái bể 6 mét vuông này nuôi tầm khoảng, nếu mật độ cao nó là 500 con trên mét vuông thì có 5.000 con mà được. Nếu 1.000 con trên mét vuông, 500 con trên mét vuông khoảng 3.000 con. Rồi vớt, chúng ta sẽ vớt tự thôi, chúng ta đừng đem đổ xuống là được. Cứ vớt mà đưa qua. Thả thì từ từ và nhẹ nhàng vậy thôi. Thì cái này bà con cứ lưu ý là chúng ta nước mới hoàn toàn thì sau khi thả xong thì nó sẽ nhanh nhất à. Thì cho nó đó, cái đó là hiện tượng tự nhiên rồi. Rồi nha bà con ơi, ở đây em cũng thả xong hết rồi này. Ốc thì nó cũng bắt đầu nó tản ra. Còn thấy nó tản ra không? Ở đây lưu ý là không sử dụng vôi, không sử dụng bất kỳ các loại thuốc nào xịt lên. Chứ để yên đấy, cho nó tự nó tản ra. Sau khi nó tản ra xong thì nó sẽ tiến hành nhả nhớt. Đấy, cho nó cứ nó nhả nhớt thoải mái. Ở đây tầm khoảng tối, chắc là tầm tối tầm khoảng 6-7 giờ em sẽ ra gọi cho bà con xem là thấy nó nhả nhớt kìa. Nó nhả nhớt nhiều lắm. Nhiều bà con thì thấy nhá nhớt sợ quá, lấy vô lấy thuốc rồi phun nó lên rồi nó sốc, rồi qua ngày sau nó nổi lên đầy hết. Là chúng ta đã thay 100% nước là nó đã bị sốc rồi, là thuốc mới rồi. Không được tác động thêm bất kỳ loại thuốc nào nữa. Cứ để cho nó nhá nhớt xong rồi tầm khoảng 6-7 tiếng sau chúng ta sẽ cho nó ăn. Đấy, bà con thấy là sạch không? Cái bể sạch sẽ hoàn toàn nha. Rồi, giờ này là tầm khoảng 8 giờ. 8 giờ tối nha các bạn. Đấy. Còn thấy nó nhả nhớt không? Nhả nhớt rồi đó. Còn cái hiện tượng nhả nhớt này thì vì sao nó nhả nhớt thì nó cứ gặp nước mới là có nhả nhớt vậy thôi. Nhả nhớt ra nhìn màng nhìn thấy là ghê lắm. Nhưng mà đó là hiện tượng tự nhiên thôi. Gặp nước mới nó cứ nhả nhớt thì cứ cho nó nhả. Mình sẽ không có tác động thuốc men gì nữa nghe bà coi. Cứ để vậy. Rồi, thì em sẽ cho nó ăn luôn. Ăn bẹp cám thôi, đơn giản là chỉ là bẹp cám. Thì ở đây em có cái hồ để nuôi bẹp cám, rất là tốt và nó rất là sạch nha coi. Nhiều bà con mà vớt bẹp cám là vớt ngoài tự nhiên nó lẳng ấp ù vàng dữ lắm, ấp ù vàng con á. Đây nó lẳng người thả vô rồi nó dính trong bể nó nhanh lớn á. Rồi nó đẻ. Nó cứ quăng bẹp cám thôi nha bà coi. Quăng nó sẽ ăn thôi, nhưng mà chúng ta sẽ quăng với số lượng ít thôi. Nếu mà bà con kỹ thì qua ngày sau hả cho ăn. Còn ở đây em thấy em làm quen rồi nên cho ăn bình thường. Thật ra nó ăn cũng không có mạnh nhiều. Còn mình có bỏ đói nó không chả sao hết á. Bỏ nói mấy ngày cũng không sao hết. Đem cho ăn luôn. Nhớ bèo cám này thì nó ăn nó cũng không mạnh, tới sáng chắc cũng còn, sẽ còn một khúc mà nó vẫn ăn. Và tốt nhất thì chúng ta có thể cho nhịn đói qua ngày sau ăn luôn cũng được, chả sao cả. Rồi thì bèo cám này ở đây tới sáng là em sẽ quay lại cho bà con xem coi cái nó sẽ ăn như thế nào, nó có ăn mạnh hay không và nó ốc nó có bình thường hay không. Nhiều bà con sợ là mình thay hết nước rồi nó sốc nước rồi nó bò lên rồi nó hao. Nói chung là mình phải làm đúng cái quy trình và cái kỹ thuật, đặc biệt là cái khâu mình không có tác động thêm cái phần thuốc men gì nữa hết, nó sẽ không sao hết. Rồi vậy nha bà coi, thì
tầm khoảng sáng mai em sẽ quay quay lại cho chia sẻ cho bà con về cái tình hình của những con ốc này, con ốc này. Rồi sáng rồi nha bà con ơi, thì ở đây nó ăn hết rồi, ăn hết bèo cám rồi, nước thì cũng cũng bắt đầu trong rồi đó. Ở đây em dùng nước sông thôi, đơn giản là nước sông, nước bắt đầu trong và nó cũng ốc thì đã bèo cám hôm em bỏ là nó lụm hết rồi, còn chỉ còn khúc bên kia thôi, ốc thì cũng bình thường, chung là khỏe rồi đó. Và bà con quan sát là thấy cái phần đáy không, phần đáy không sạch xanh xanh luôn, nhìn rất là đẹp mắt. Đây là ốc đây, còn một số nó vẫn đang ăn, nói chung là bọn này là ăn liên tục mà. Đấy. Nhưng mà ăn là yếu nha, ăn cách này là hiện tại là yếu rồi đó, tại vì bèo cám hôm em bỏ tầm khoảng chừng 2 kg, mà ăn gì, hiện tại vẫn còn là nói chung là nó gặp nước mới nó ăn cũng hơi yếu một tí. Đây vẫn còn ăn, đeo nó đu vô bật cái gông thôi, thường bèo cám vớt thì nó dính gông trọng, vẫn đeo gông nó ăn. Ốc vẫn khỏe mạnh bình thường nha bà coi. Và nhìn cái đáy thì nó sẽ không còn miếng phân nào hết, nhìn rất là đã con mắt. Sau khi thay như này thì ốc ăn rất là mạnh, mấy ngày sau nó ăn cực kỳ mạnh luôn và rất là khỏe. Và như này thì chúng ta cứ thay nước bình thường thôi, tầm ở đây em khoảng 3-4 ngày là em bơm nước mới vô cho nó nhanh lớn chứ không gì, nước sông mà mình xả vô thôi. Rồi thì ở đây ở cái phía bên đây là nó còn một mớ bèo nó ăn chưa kịp. Ở đây thì từ tới trưa là nó sẽ tìm nó lụm hết thôi nghe mọi người. Thường thì em sẽ cho nó ăn tầm khoảng giấc chiều nó ăn tới sáng, thường cho ăn giấc chiều chứ em không có cho ăn cả ngày. Đấy, nó vẫn đeo ăn rất khỏe mạnh nha mọi người, không có bất kỳ một cái hiện tượng nào mà gọi là nằm nghiêng hay là sóc hay là bò lên đi cả. Còn thấy không, ốc sau khi mà chúng ta mà thay một cái nước mới mà xử lý như này á, là ốc nó rất là khỏe. Như vậy thì chúng ta sẽ nuôi tiếp tầm khoảng 1 tháng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu xả đáy một lần nữa. Như vậy thì chúng ta cứ 1 tuần chúng ta cứ thay nước 1 lần thôi, ta châm nước mới vô bằng cách là xả tràn thôi chứ không có gì. Xả tràn thì chúng ta sẽ châm nước mới và cho nó tràn ra cái đáy, nó sẽ đẩy nước cũ nó ra. Rồi thì em cũng hướng dẫn xong cho bà con về cái cách mà thức mà chúng ta để xả đáy một cái bể ốc sau 1 tháng nuôi, để xử lý sạch sành xanh tất cả những cái cặn bã phân có trong bể. Thì đây là cái cách gọi là thủ công, và làm thủ công và đơn giản nhất, nhưng mà nó tốn công mình thôi, tại vì thủ công mà. Thì ở tập sau thì em sẽ hướng dẫn cho bà con cách mà để xử lý một cái bể gọi là tốn tiền hơn, đó là sử dụng vi sinh thôi. Thì cái cách đó thì cũng không có gì phức tạp, chỉ đơn giản là bỏ tiền ra để mua vi sinh và tạt lên thôi, nhưng phải xử lý thường xuyên và tốn tiền, từng xử lý 1 lần và tốn tiền. Còn cách này thì 1 tháng chúng ta làm 1 lần, nhưng mà chúng ta được cái chúng ta loại bỏ hết tất cả các cặn bã có trong bể. Nó tốn công nhưng mà nó sẽ có cái lợi hơn, ít tốn tiền ít tốn kém hơn, và nó rất là lợi vì chúng ta sẽ xử lý được tất cả các loại cặn bã có trong bể. Thôi thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà cảm thấy hay thì cho em xin một nút like. Và nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.